Hello, xin được chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tham khảo buổi hướng dẫn của Dũng cho một em ở đây sẽ hát bài Chị Tôi, nhạc trọng đài thơ Đoàn Thị Tạo. Khi nói về Chị Tôi, mình hay nghĩ đến bài Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng mà đó là một bài Chị Tôi khác, còn đây là một bài Chị Tôi khác các bạn nha. Mình cùng đi vô bài xem hôm nay Dũng hướng dẫn cho em như thế nào nha. Dũng sẽ bấm cho em ở tông Rê thứ. Chúng ta cùng vô nha. Bây giờ con sẽ hát cho một lần cho mọi người người nghe nha. Sau đó mình đi mình chỉnh từng câu nha. Thôi, thoải mái nha. Thế là đi con. 2, 3. Nào con hãy cảm giác đi, để cho bạn được nhìn xét trước nè. Nói cho con thấy thế nào nè. Nghe thoải mái không? Ok không? Bị co thắt không? Đang nắn nót quá mà làm cho bị cứng đi mà đúng không? Bị nắn nót quá, bé hát sorry ở đây mà tại vì bé năm nay mới 15 tuổi thôi nên là sưng bé luôn. Con hát bị tại vì bé đang học nên là bé sẽ bị tập trung vào cái cách hát, cái kỹ thuật quá nhiều và nó chưa có sự tự nhiên nhiều nên đôi khi người nó sẽ bị cứng, mà nó chưa có sự nhịp nhàng, sự giãn nở âm thanh và hơi á. Thầy hiện tại đang còn bị như vậy đó. Và bây giờ thầy mình sẽ được một câu để cho bé tập nha. Thầy sẽ làm câu trước con xem nha, và cách xử lý này vừa âm thanh, vừa tính chất hơi âm thanh và cân đối cả cái nội dung bài hát nữa nhé. Thầy làm nha, có nhận không? Ok, để vô nha. Ok, cho mình cái micro luôn nè. Đây, có micro. Hay quá. Thầy làm nha. Bài này nó chậm và nó nhẹ nhưng mà hơi bị khó hát để giữ cho đều âm thanh các bạn nha. Các bạn chú ý là nó hơi sâu được mình trước mỗi câu nha. Thầy làm trước con nha, ví dụ này. Thế là chị ơi dũng bông đoạn đầu này thì có thể là sẽ chưa vào nhịp luôn, cảm giác là mình cứ hơi ran nhẹ một xí, làm chậm nó nhẹ một xí để có cái sự nhẹ nhàng vào bài hát nha. Cái chữ mà ô hay trời không đến gió trong này, lắng cái âm thanh của chữ gió lại cho cái âm lượng nó gần như là về 5 4 3 2 1
và ít nhất là về âm lượng nhỏ một chút xíu, xong bắt đầu với trong ngày chị sinh nó sẽ có cái khoảng lắng nó tình cảm hơn nha. À coi là lạ đi, không có phóng ngược hơi lên trên nha, hơi sẽ đi ra nhưng mà mình không bật ngược hơi lên trên là sẽ bị thoát hơi, bị mất hơi con nha. Thế là hai ba dần âm lượng này. Đúng rồi, một lần nữa nha, con làm lại để cho tự nhiên hơn này. 2 3 thế là này. Không có dư còn không có thế đi vào chữ thế luôn nè. 2 là nó lớn dần đều nhưng mà ở cấp độ 1. Bây giờ cái ngày chị sinh thì nó sẽ lớn dần đều âm lượng nhưng mà nó sẽ tăng lên một cấp bậc nha. Cho yeah. Ngày chị sinh thầy làm trước nha. Thầy làm ngày chị sinh triển về cái cảm xúc bạn nha. Cái nội tâm bài hát á, điệp khúc con nhớ nha, tăng dần lên cái cấp độ âm lượng cho cái nội tâm nó phát triển bài lên. Nói nối thành thầy cái cho làm câu hát để người lý lời và vào ngày chị sinh nha. Hai cho làm câu hát con này. Cho làm câu hát cho không phải là cho làm, không luyến chữ tan mà cho làm ngang cho làm. Nhưng mà rất là smooth thôi, mềm nha. 2, 3 cho làm câu hát để người nói luôn con này. Tình người
lại tiếp nè. Hôm nay mình vỡ xuộc với bài cho em nó hát. Bây giờ làm lại tiếp thôi nha. Ok, cứ nói mấy nhìn gương đi nha. Ở đây có một cái gương bực lắm các bạn, để cho bé soi gương, bé nhìn, bé hát. Đây, phải quay lại cái chỗ mà cho làm câu hát để người lý lơi, con làm lại cho thầy nha. Cho làm câu hát nè. 2, 3. Cho và cuối cái câu trước đoạn A mà chủ đề khúc các con. 2, 3 nè. Hồi nãy chữ giống như cái chữ hồi nè. Dài ra, giãn âm thanh ra. Đúng, âm thanh đừng co quắp lại, nó bị bí nha. Thầy làm này. Cho làm câu hát. Chữ hát được con bị ngửa lên trên trời rồi. Câu hát. Chữ chút của thầy đâu, thấy chưa câu hát kìa. Con stop thì phải nói cho nghe luôn và các bạn để ý luôn nha. Hồi nãy bé là cho làm câu hát, nó thành hán, thành chữ hán rồi thấy không? Ở đây câu hát là ht mà. Để mà khép được cái chữ hát lại khi hát nó hơi khó, nhưng mà mình có một cái clip hướng dẫn cho mọi người cái cách khép chữ và đóng chữ. Các bạn gõ lên trên YouTube hoặc là Google là cách đóng chữ, khép chữ và cách dùng hơi Hà Thế Dũng. Nó sẽ ra clip đó mình hướng dẫn mới gần đây nha. Thì mình cảm giác là mỗi cái chữ á, nó có một cái mặt tiền, giống như nhà của mình á, có cái mặt tiền, cái cửa nhà nó quay theo hướng này, quay hướng đông, hướng tây, hướng nam bắc gì đó. Thì bây giờ cái chữ của mình á, nó cũng có một cái mặt tiền, là bé để cái mặt tiền chữ hát nó bị ra hướng trước hoặc nó hơi ngửa lên chứ. Cho làm câu hát nó không khép lại được, là biến ngửa lên á. Còn cái cách mình khép chữ là ok, quay cái chữ xuống nha. Muốn hiểu kỹ hơn là quay lại, các bạn gõ clip mình hướng dẫn đó để xem chính xác hơn nha. Mình hôm nay mình nhắc lại thôi. Đây này, mình sẽ thầy quay cái mặt tiền chữ hát này. Cho làm câu hát, hát. Còn nếu mà hát chữ hát luôn, thầy làm lại nha, con xem nha. Tư cho nè, tất cả các chữ các bạn đều như vậy nha. Cho làm câu hát để người ta là từ thầy là hay. Cho làm câu hát chụp xuống chút rồi thầy nè, thoải mái đó, bỏ suy nghĩ ra. Bây giờ quay lại chút mà nãy thầy làm cho con nha. Chút cặp xuống con, quặp nó xuống chút. Đúng, lặp lại tiếp nè. Chút. Coi như cái chữ chút là một cái khuôn mẫu sẵn nha. Cầm chữ hát đặt vào cái khuôn chút. Chữ chút đó. Chút. Quay xuống. Chút. Vẫn giữ điểm nhỏ của chữ chút ở trên nóc nữa nha. Trên đỉnh nó có điểm nhỏ nè. Chút. Chút. Rồi. Hát. Đúng. Đó, lặp lại tí nữa nè. Hát. Lần nữa con. Hát. Rồi, làm chậm thì nó vẫn ok. Bây giờ thầy làm chậm nha. Chút. Chút nè. Chút. Ok. Hát. Hát. Để người ta đi. Đó, cho làm câu hát con lặp lại nha. Đừng bị trượt lên, nó thành chữ hán nha. Bị ngửa âm lên trên trời rồi. Cho làm câu hát nè. Cho làm. Cho đây. Cho. Cắm xuống để mở cầu hình. Cho. Yeah. Cho. Thay. Ba nè. Cho làm câu hát để người đi lại. Ok, mình sẽ đi lại từ đầu nha. Từ đầu cho thấy cái cách khép chữ cho nó gọn hơn, nó bị ngược hơi lên các bạn nha. Đây là thế là các bạn tiếp tục tham khảo nha. Hơi khó lắm. Cho thầy chữ chút đi. Quay lại chút. 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 Tại vì các bạn sẽ thắc mắc là sao mình lấy chữ chút, tại vì chữ chút đã làm chính xác thì nó sẽ gọn cái hơi và cái âm thanh, thì mình sẽ dùng cái chữ chút nó làm một cái khuôn mẫu sẵn để lấy các chữ khác đặt vào cái cảm giác của chữ chút. Cái này thì cần một quá trình. Con làm nhẹ này. Chút. Thế. Thế. Đúng rồi nè, thầy làm nè. Thế. Again nè, 2, 3 nè. Thế. Âm dương không có, ngon 2, 3 nè. Xuống chữ chút. Chút. Làm rất khoát được con. Chút. Thế là 2, 3 nè. Thế là. Chị của thầy này. Chị ơi. Dũng
3 nè. Theo các chữ chút mà tập trung nha. Lặp lại. Chị ơi, dùng bông hoa gạo. Bông bông bông. Ok, nào nói anh thầy đi, con cảm giác thế nào, được chưa? Dạ được. Được, nhưng mà đôi khi bé hơi hồi hộp quá, hồi hộp thì nó ập ngược lên trên là xong luôn. Sao vậy con? Ok, lặp lại nha. Yeah. Đó, ở đây thì đang tập nên lớp phải chậm cho có cảm giác này và làm mẫu liên tục này, cho thầy một lần nữa đi. Thế là này, chúc được thầy này. Chút thế là chỉ đưa dùng bông hoa gạo. Hay thế là đập trong cái đó nha. Chị ơi, dùng bông hoa gạo. Ô hay bạn là như thế con này. Lần nữa đó, khi mà mình control được cái cảm giác đó, mình sẽ tạo được cái âm thanh nó điều khiển được cái âm lượng giọng hát đó, thì lúc đó mình mới làm tốt cái phần xử lý về nội tâm bài. Ô hay trời không nín gió nha. Bài buồn nha, tâm trạng buồn nè. Ô hay con hay. Bây giờ thử nha, cho thầy cái chữ hay kéo dài xem nó đúng hay sai, phải làm trước nè. Trước thì ô trời không nín gió. Nào, hay. Ôi, trời không nín gió. Cho ngày chị sinh. Lớn dần đều con nè. Ngày chị sinh. Còn những cái chữ trợ nó là đây thì mình chấm nhẹ cái mình nhấc lên thôi, mình sẽ còn hồi nãy con hát là bỏ chờ bờ chờ nó không bỏ chờ. Ok, lặp lại lần thầy nè. Tình riêng nè. Tình riêng bỏ chờ tình người đã đôi. Ngày chữ sinh một lần nữa con. Ngày chữ sinh trời cho làm vơn 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 với sợi tơ trời. Một lần nữa con nha, cần trong cái cách đó và con sẽ hát nó mềm hơn nè. Ngày chị sinh nè. Ngày chị sinh. Cái gì vậy? Cái đối không? Đối ha? Cho lại hết một lần đó nữa là mình sẽ off cả buổi hôm nay nha. 2, 3, 5. Ngày chị sinh trời cho nắng thơ vẫn vương
con này. Quay lại đi con, 2, 3. Cách đó là con nhà đừng trượt nha. Chị ơi, dùng bông hoa đây, con thấy nha, thấy là bé hát là thế là chị ơi, dục bông hoa gào. Con thấy bị giấu không? Yes, ở đây chữ chị chấm nhẹ một cái. Nếu mà không chấm thì thành chữ chì hoặc chữ à, thầy hát nha con nhìn này. Đúng, chấm nhẹ thôi. Nghe có vẻ mới nói, nghe mâu thuẫn là hát dấu nặng nhưng nhẹ thôi các bạn nhé. Nghe có một khoảng qua. Tức là hình dung là cái độ cao, độ thấp của chữ chị thì bằng bàn tay mình đây. Thì mình chỉ cầm chữ chị mình đặt cái nhấc lên. Chị. Ok, thầy làm nha này. Thế là này. Chị ơi, dùng bông đó, tập tập cái cách cho thầy. Thế đó, ví dụ thầy bài hát bài Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến ví dụ nha. Ví dụ nhiều bạn hát mẹ ơi, không phải mẹ mà mẹ ơi, chấm nhẹ xuống mẹ ơi, chấm nhẹ đúng thầy thôi. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ. Dễ, yeah, ok, được không? Con tập cái đó nhiều lần này nha. Hôm nay bé hơi mệt mệt một chút đấy các bạn, vì mất ngủ. Nhưng mà sẽ tập vào buổi sau nữa là hy vọng là sẽ có những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ cho bài hát của mình các bạn nha. Các bạn subscribe kênh và theo dõi trên kênh Hà Thế Dũng của mình nha. Bye bye và see you tất cả các bạn. Chào đi con. Ok, bye bye, see you.